Rồi lên cho anh em bộ vô lăng mâm điện full thớt đài nhông đài dĩ đài đầy đủ của City 100, hàng zin rải xe kho Đa Liêm Hàn Quốc về. Tình trạng là rất là đẹp, nguyên zin chưa đụng chạm, zin toàn cặp. Full bộ này mình bán giá 450 nha anh em. Anh em mua về vô rim Thái này kia hoặc là những chiếc rim Trung Quốc lửa hai cục đi rất là ổn nha. Hàng rất là đẹp. Thì nó bao gồm là cái nhông đài nè. Nhông đài. Sinh đời zin hai con thằng lằn chịu sinh đời thớt đời zin nha, thớt đời zin bi zin đẹp, hoạt động full mọi chức năng, vô lăng đời si vàng cực đẹp nha, có lấm tấm vài chỗ theo dấu thời gian nha chứ không phải xét nha anh em. Đó, cái này nó là lấm tấm cái màu mà oxy hóa bề mặt một chút thôi chứ không phải là xét nha. Đó. Rất là đẹp. Full bộ nên bán 450 nha anh em. Đó. Anh em đang xài rim quay Trung Quốc mà hoặc là những bộ rửa rim Thái vô lăng yếu tờ thì mua bộ này vô là xài nha. Đó. Bên trong rất là đẹp, chưa có bị cạ từ gì hết nha. Rồi 450 nha anh em, 450 full, 450 là full luôn nha anh em, 450 full. Giá anh em cần alo mình. Cái này lâu lâu mới có chứ không phải lúc nào cũng có nha anh em.